Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 80. Những đức đọc một công đoạn này để chúng ta học tập. Những công đoạn này hay lắm quý vị. Nhất là người niệm Phật của chúng ta có được sự nhắc nhở và gây dựng tín nguyện thì cả đời mình niệm Phật càng niệm càng thích. Giống như mỗi ngày bị nghe gì là cái sự thúc đẩy niệm Phật, cái sự hưng khởi niệm Phật và yên tâm niệm Phật. Những yếu tố này mà phát triển như vậy thì quý vị niệm Phật an lạc lắm, đặc biệt lắm. Bởi vì sẽ tin vào câu Phật hiệu và quý vị sẽ siêng niệm. Nhớ, cái người mà niệm Phật mà càng niệm càng thích là ngay cái chỗ quý vị cứ siêng niệm Phật đi, dù gặp sự cố gì vì cứ niệm Phật đi là sẽ qua hết. Từ nơi đó mà lòng tin đối với câu Phật hiệu rất là kiên cố. Nhớ nghe, một câu niệm Phật nhiếp hết tất cả. Đại sư Ngẫu Ích nói, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thường thục thì tất cả tinh hoa của tam tạng kinh điển đều ở trong ấy. 1700 công án sự then chốt hướng thượng cũng ở bên trong. 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong ấy. Một danh hiệu Phật đầy đủ tất cả thuyền giáo mật chú và tất cả phương pháp tu hành. Một danh hiệu Phật đầy đủ tất cả giới định tuệ, pháp môn tịnh độ đích thực không thể nghĩ, không thể bàn. Khi quý vị nghe những công đoạn này, đây gọi là tâm huyết của chư tổ sư đã trải nghiệm qua thời gian niệm Phật. Các ngài là bậc thông tông thông giáo. Khi các ngài niệm Phật thì các ngài đã nhìn thấy sâu sắc rõ ràng. Và những lời nói này của các ngài là những lời nói có tu có hành và rõ ràng là có chứng. Chúng ta có tu có hành nhưng chưa chứng. Các ngài thì có tu có hành và có chứng. Lời này là lời chứng nghiệm các ngài đã hành trì được lợi ích xác thực. Vì các ngài là bậc thông tông thông giáo. Khi các ngài đã niệm Phật mà các ngài cảm giác được điều đó. Và các ngài để lại những văn tự này cho chúng ta thì chúng ta yên tâm. Yên tâm chân thật niệm một câu Phật hiệu. Nên đại sư Ngẫu Ích khi ngài tu các pháp khác, ngài gặp một trận bệnh, ngài không giải quyết vấn đề sanh tử được. Và ngài coi sách đại sư Liên Trì và ngài niệm Phật. Thì lúc đó ngài nói một vạn con trâu kéo ngài kéo cũng không nổi. Có nghĩa là cái tâm tín nguyện niệm Phật của ngài cực kỳ mạnh. Mà những văn tự này các ngài để lại thì thôi chúng ta yên tâm. Nên một câu Phật hiệu này chúng ta cứ suy niệm đi. Cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị đi đứng nằm ngồi mà niệm được A Di Đà Phật thì tiện nhất. Còn mình lên chánh điện mình tu cùng với đại chúng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ở tại gia đình mình, quý vị muốn áp dụng bốn chữ để lễ Phật thì cứ áp dụng bốn chữ lễ Phật. Còn nếu như quý vị niệm quen sáu chữ thì quý vị cứ niệm quen sáu chữ.
Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng này nói rằng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không thừa, bốn chữ A Di Đà Phật không thiếu. Chỉ cần người gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì sáu chữ cũng được, bốn chữ cũng được. Vậy thì quá tự tại. Bữa thứ bảy hôm qua Nhân Đức chia sẻ về nguyện thứ 18. Nếu như người đã tín nguyện niệm Phật và nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc thì đối với cái danh lợi ở cõi ta bà này chúng ta sẽ nhẹ. Còn nếu như mình nghĩ mình ở cái cõi ta bà này, lục đạo luân hồi này, thì chúng ta sẽ nặng với nó. Nên mỗi một người mình niệm Phật mỗi ngày, mục tiêu của mình đến là chỗ nào, bến đỗ của mình là ở đâu, phải xác thực, phải rõ ràng để phương hướng con đường chọn lựa của mình chuẩn luôn nhé. Phương hướng và con đường chọn lựa của mình chuẩn xác. Nên một câu Phật hiện này chúng ta cứ gầy dựng mãi như vậy. Người tu tịnh độ mỗi ngày chúng ta cứ gầy dựng suốt như vậy. Những buổi chia sẻ một câu Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc của chúng ta, thì ngày nào của một ngày cũng là mấy ngàn người coi, và sự chia sẻ rộng thì những đức nghĩ cũng rất đông. Có khi đến cái số lượng một ngày mấy chục ngàn người. Tại vì sự chia sẻ rộng ra của các cha. Nên á, câu Phật hiệu này những đức cứ tán thán suốt. Vì sao? Vì những đức đã cảm nhận được sự lợi ích của niệm Phật. Đây là 100%. Đã cảm nhận được sự lợi ích khi niệm Phật. Nên quý vị nhớ là chúng ta nghĩ tương lai Phật A Di Đà cầm đài sen đến rước mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị ở cõi này quý vị có hơn thua tranh giành với ai không? Không. Vì mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc. Nhớ điều này nghe quý vị. Nhớ điều này rất quan trọng. Và quý vị có thấy mình bị thiệt thòi không? Không. Vì tương lai Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc nên mình không có thiệt thòi. Nhớ kỹ chỗ này, mình không có thiệt thòi. Vì thì các cụ sống trong ngôi Tam Bảo, một hai người nói lời nặng nhẹ mình, các cụ có kiên nhẫn niệm Phật được không? Nhưng Đức từng nói rằng chúng ta còn sống ở cõi này thì dù ở nơi nào cũng có thiện, có ác, đều có hết. Cả bây giờ mình ở trong chùa cũng có những người còn sai. Vì mình đang tu sửa thì vẫn có người sai. Từ nơi đó mà có những người đi vào chùa thấy một hai điểm sai có một số cụ. Điều này quý vị hết sức thông cảm. Vì sao? Vì các cụ đang sửa sai. Mà các cụ như vậy cũng rất giỏi rồi. Vì sao? Vì mỗi ngày các cụ lên thánh điện tu bốn thờ lễ Phật. Đây cũng là đại duyên đại phước của các cụ phát triển rồi đó. Nên những đức mong chúng trong chùa mình, các cụ khi Phật tử vô chùa cộng tu, người ta được đến chùa, nhất là trong mùa hè này người ta sẽ đến đông. Các cụ ơi, mình được ở trong ngôi Tam Bảo, mình sống rất bình an, sống rất là vui, không cần phải bận tâm lo âu nặng nề. Thì các cụ tội nghiệp người ta được đi vô trong chùa ở thời gian. Thí dụ như người ta lên chánh điện, người ta không có biết chỗ nào ngồi thì chỉ người ta. Lỡ người ta bước vô chỗ ngồi của mình thì các cụ hoan hỷ. Nên những đức mới nói à, mỗi điểm đậu tràng mấy anh em nên sắp xếp người đứng sắp xếp cho đậu tràng được ổn định. Nên đứng sắp xếp. Mỗi khi các cụ lên chánh điện tu mình phải đứng đó mình sắp xếp. Để em thôi các cụ tập khí mọi người khác nhau. Rồi có những người người ta mới đến chùa người ta không hiểu, rồi cuối cùng ta bị thối tâm tội nghiệp người ta. Nên chùa mình đông quá mà bây giờ bản thân mình phải cố gắng nhiệt liệt sắp xếp. Và cũng khuyên hàng Phật tử, mình phải nhớ kỹ, mình vào trong chùa thì người dù ở trong chùa nhưng cũng đang tu sửa. Các cụ mấy mươi năm cuộc đời ở ngoài đời, các cụ vô chùa chỉ có khi mới mấy tháng hoặc là mấy một hai năm thôi.
Quý vị đừng bao giờ nhìn thấy các cụ trong chùa mình, các cụ lớn tuổi, rồi các cụ một số tập khí, mình lại nhìn đó mình lại buồn, mình không muốn ở trong chùa tu. Mình đánh giá điều này vì nên suy nghĩ lại. Nếu như mà các cụ trong chùa mình vậy là quá đặc biệt rồi. Có nhiều cụ lớn tuổi vậy mà không ở trong chùa, các cụ có khi sân si, khó chịu dữ lắm. Nhưng mà các cụ trong chùa mình cũng không phải không có sân si, nhưng mà các cụ đã giảm tối đa, giảm nhiều lắm rồi. Nên những đức lo cho các cụ và mấy anh em coi quản chúc đồ này kia mà họ còn trẻ, họ còn chịu đựng được với số lượng người già đông như vậy, và con người đông như vậy họ còn chịu đựng được. Nên quý vị Phật tử đến đây đâu phải gánh vác cái gì đâu. Nên chúng ta nên suy nghĩ lại. Như những đức cũng đâu phải già cả gì đâu quý vị. Rồi mấy anh em trong chùa trẻ tuổi, nhiều cô cũng trẻ, mà vẫn phát tâm thương yêu người già. Thì bản thân mình đi đến chùa tu tập một hai chuyện mà các cụ già thì mình hết sức là hoan hỷ. Đó là cái nhận thức khi mình đi đến chùa quý vị. Vì chúng ta là đang sửa đổi lỗi lầm mà quý vị. Đã là đang sửa đổi lỗi lầm thì ai không còn sai, ai mà không còn sai quý vị. Đó, nên mình phải nhận thức vậy đó, thì mình mới có tâm tha thứ. Mà mình khi có tâm tha thứ rồi thì mình mới có sự an lạc quý vị à. Thật sự mà nói, nếu mình mà thường buồn giận hận trách thì mình khó có an lạc lắm. Dù mình học Phật mình cũng khó có được sự an lạc lắm. Nên chư tổ sư nhắc mình nên siêng niệm Phật. Một câu Phật hiệu nhiếp tất cả. Nếu như chân thật niệm thuần thục thì đầy đủ hết chứ. Mà muốn thuần thục thì phải siêng niệm và phải gây dựng một tiêu chuẩn xác. Nên tổ sư mới nói rằng nhất môn thâm nhập. Cái câu nhất môn thâm nhập kế đó gọi là quân tu lâu dài. Nhớ kỹ nghe, nhất môn thâm nhập kế đó là quân tu lâu dài. Cái chữ quân tu lâu dài rất quan trọng. Nhất môn thâm nhập là mục tiêu, mà đã là chọn được mục tiêu rồi thì phải quân tu lâu dài. Đây là cái quan trọng để thành công. Còn bây giờ mình không lâu dài, mình thay đổi chuyển hóa thì mình khó có được cái kết quả niệm Phật. Nên mình phải cần quân tu lâu dài. Nên những đức gặp pháp môn niệm Phật, những đức niệm Phật 15 năm, những đức cứ niệm Phật. Có nhiều người hỏi thầy có hiểu cái gì có Phật hiểu hay không, những đức nói thấy bình an, thấy vui. Và niệm Phật càng niệm càng thấy thích vậy thôi. Tại vì sao? Không thể nghĩ, không thể bàn, chỉ có cảm nhận và tán thán hết lòng và nương vào lời của tổ sư để tán thán. Rất quan trọng. Niệm Phật chính là thiền. Bạn nghĩ cần phải học thiền ư? Hãy niệm Phật đi. Vì trong kinh Đại Tập dạy chúng ta rằng niệm Phật chính là thiền vô thượng thầm thâm vi diệu. Vì sao nói cái chữ diệu này vậy? Chữ diệu này rất quan trọng. Chữ vi diệu này rất quan trọng. Pháp của Phật đều là lợi ích, nhưng niệm Phật lại là thầm thâm vi diệu, vì ai cũng áp dụng được. Chữ diệu này là ngay chỗ này nè, ai cũng áp dụng được. Chỉ có đúng pháp môn niệm Phật thì tổ sư mới nói tam căn phổ độ phàm thánh tùy thâu. Mà chữ diệu này là ngay cái chỗ tam căn phổ độ phàm thánh tùy thâu, nên đó là pháp vi diệu. Còn ngoài pháp môn tịnh độ thì có khi bậc thượng tu được, bậc trung tu không được. Có cái bậc trung tu được, bậc hạ tu không được. Mà có những cái bậc hạ tu được thì thượng trung lại không tu. Nên từ nơi đó mà chưa đạt cái chữ diệu này. Mà ghi có môn tịnh độ là chữ diệu này là xác thực. Vì diệu pháp, diệu pháp căn tính nào cũng vào được. Bậc đại sĩ cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bậc cổ Phật cũng thị hiện, như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là bậc cổ Phật, thị hiện bên cạnh Phật A Di Đà làm Bồ Tát.
để cùng với Ngài tiếp dẫn chúng sanh. Thí dụ như bây giờ những đức có tâm khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì người khắp đến nơi cũng về, người trẻ cũng về, nam có nữ có, người khỏe có, đáng chi về cùng chung tay những đức để khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thấy rõ ràng quý vị, thì Đức Phật A Di Đà Ngài muốn tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới, thì bậc cổ Phật cũng thi hiện đến làm Bồ Tát bên cạnh của Ngài để hỗ trợ, và bậc thánh chúng cũng thi hiện đến để làm chi, để cùng với Ngài giúp cho chúng sanh mười phương khắp pháp giới về thế giới cực lạc. Vì mười phương chư Phật, mười phương đại Bồ Tát đều là niệm niệm vì chúng sanh, mà có một cái quốc độ tốt như vậy, đặc biệt như vậy, đã tạo sẵn rồi, mà lời nguyện tuyệt vời như vậy, thôi chúng ta đến đó để cùng với Ai với Đà Phật để tiếp dẫn chúng sanh về quốc độ cực lạc, về nơi này để cùng chúng ta là đặc biệt nhất. Giống như bây giờ chùa mình chuyên niệm Phật, một bên là Phật Ai với Đà Ngài hứa tiếp dẫn, một bên là chúng ta đây chân thật đem bổn nguyện của Ngài giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện, từ người già, người trẻ, con nít, đủ thứ hạng người, chỉ cần đến chùa mình là người ta biết niệm Phật. Mình lại mỗi ngày ung đúc cho người ta niệm Phật, giúp cho người ta siêng niệm Phật. Đây giống như là một cái trạm tiếp dẫn. Đã là đây là một cái trạm tiếp dẫn, thì khi chúng ta thiếu con người sẽ có người đến để cùng chúng ta với mình. Giống như Phật A Di Đà, Ngài đã mở ra một cái quốc độ như vậy, thì chúng sanh mười phương khắp pháp giới đến để cùng chúng ta với Ngài, để cho cái thế giới cực lạc càng sinh động, càng đặc biệt. Thì giống hệt như chùa mình tu tịnh độ, càng ngày càng sinh động, nhưng mà mình phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cái hoàn cảnh mà niệm Phật, chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc đó quý vị, cái hoàn cảnh đó là giống như vị mỗi ngày niệm Phật, là nhờ cái công đức niệm Phật giúp cho chúng ta tự tánh Phật phát triển. Tự tánh Phật phát triển, tâm của mình thiện, tâm mình thiện mình sẽ hoàn chỉnh cái hoàn cảnh đó càng ngày càng tốt. Quý vị để ý đi, cái ngôi chùa nào mà niệm Phật là ngôi chùa đó hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Cái ngôi chùa nào mà niệm Phật là cái ngôi chùa đó càng ngày giống đến càng mới, cây cối trong chùa đó càng ngày càng tốt. Quý vị để ý nghe, quý vị để ý đi. Còn nếu như không niệm Phật là quý vị thấy hoàn cảnh nó sao, càng ngày nó càng bị cũ đi. Giống như mình bước vô nó thấy nó có một cái gì bị lạc lẽo. Quý vị để ý chỗ này nè. Nên giống như bây giờ quý vị qua Hộ Pháp, quý vị qua Đại Tùng Lâm đi, thì cảm thấy nó rất ấm áp. Cái lượng của người niệm Phật đông, người ta chiều lại bằng ngày bốn thời người ta cứ niệm Phật, rất đình rang, rất đình rang. Nên mình thương các cụ, vì các cụ mỗi ngày các cụ lên chánh điện tu bốn thờ, mình thương chúng vì chúng mỗi ngày nhiệt tình lo cho các cụ. Nên tự nhiên mình càng học Phật, mình càng niệm Phật, mình lại càng thương người. Và mình thương người và mình không có buồn giận hận trách ai nữa, mà tự nhiên mình cảm giác mình vui. Khi mình vui mình mới cảm ơn người khác được. Quý vị phải nhớ, mình tu tập khi mình vui mình mới cảm ơn người khác được, khi mình không vui mình sẽ không cảm ơn người khác được. Nhớ kỹ. Nên khi mình vui mình mới cảm ơn người khác được. Nên những đức bây giờ những đức đang đặt tượng Phật rất là nhiều, nhiều lắm quý vị. Lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm đợt này, quý vị khắp nên các vị trưởng đoàn nhớ, bữa nay là ngày 19 rồi, 2 tháng sau ngay ngày này là ngày 9 chúng ta tổ chức lễ viếng Quán Âm. Từ hôm qua rồi, trước ngày rồi, và bữa nay là ngày ngay lễ viếng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ này cũng coi 5:40 rồi, thấy không? Thì quý vị coi chúng ta đã chuẩn bị lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 rồi. Từ nơi đó mà quý vị thấy rằng là lay quay rồi tới 2 tháng tới bây giờ. Nên bây giờ tất cả các trưởng đoàn khắp nơi bắt đầu phát động chương trình để dẫn người đi đến chùa mình tu tập. Rồi quý vị thông báo lên là chuyến này thầy đặt tượng Phật rất nhiều, và chuyến này có nhiều điểm công ty đặt tượng Phật, làm tượng Phật rất đẹp. Để bữa nào có cái mẫu tượng Phật, những đức sẽ quay lên cho quý vị coi. Thật sự quý vị rằng là trong lòng những đức rất là vui khi bị về chùa mình, bị thỉnh được bộ tượng Phật. Và
quý vị thờ trong gia đình quý vị. Và bộ tượng Phật này quý vị sẽ thờ không phải qua một đời quý vị đâu, mà sẽ trải qua có khi mấy đời gia đình của quý vị. Vì bộ tượng Phật rất là lâu quý vị à, tượng Phật rất là lâu. Nên những đức đặt những bộ tượng Phật rất đẹp để tặng cho quý vị. Và hướng dẫn quý vị tôn tượng Phật tiện lợi nhất mà chính quý vị đều tự mình an vị Phật được. Tôn tượng Phật lên, an vị Phật. Và áp dụng thời khóa tu trong gia đình quý vị rất là tiện lợi, rất tiện lợi. Nên rất nhiều người gặp những đức nói rằng từ khi thỉnh bộ tượng Phật ở chùa mình về thờ trong gia đình, rõ ràng gia đình cảm thấy bình an và gia đình từ trường rất nhẹ nhàng. Chứ nói đúng rồi, Phật Bồ Tát mình thờ trong gia đình mình, cái đức của Phật Bồ Tát rất là lớn, cái lan tỏa cái đức đó ra. Cái gia đạo mình có người có hung dữ bạo ngược cỡ nào họ cũng hiền đi, quý vị phải nhớ. Nên á, những đức rất là vui thích làm tượng Phật, làm máy niệm Phật, làm tượng Phật, làm máy niệm Phật để truyền bá rộng khắp nên đó. Từ năng lượng niệm Phật, đa dạng phương tiện niệm Phật để mà người người đều được nghe danh hiệu Phật. Từ hữu tình là chúng ta, vô tình là cỏ cây hoa lá. Từ thực vật rồi động vật, phán vật đều được cảm nhận câu Phật hiệu. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí mà quý vị. Câu Phật hiệu là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn mà. Từ nơi đó lan tỏa câu Phật hiệu ra đó. Nên lễ Vía Quan Âm đến 19 tháng 6 này cũng là dịp nghỉ hè. Đây là cơ hội cho quý vị khắp nơi nơi được về lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 18-19. Ngày 17 mình đi nghe quý vị. Tất cả các trưởng đoàn khắp nơi nơi quý vị biết rằng chùa của mình là chuyên niệm Phật. Quý vị là người chuyên niệm Phật, gặp một ngôi chùa chuyên niệm Phật, chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, quý vị nhớ, chúng ta phải cùng chung tay để đem pháp môn tịnh độ truyền bá rộng ra để cho chúng sanh được nhờ. Nên lúc Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm mà Ngài ngưng giảng. Đệ tử thỉnh hỏi vì sao Ngài ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng nói rằng Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nói giảng kinh Vô Lượng Thọ sẽ cứu vãn kiếp nạn cho chúng sanh nhanh nhất, gần gũi và xác thực nhất. Thì bản thân những đức cũng vậy, cũng nỗ lực hết mình, dù mình như một hạt cát nằm trong sa mạc mênh mông. Phật giáo, giáo pháp của Phật cũng như sa mạc mênh mông. Chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ nằm trong sa mạc. Mình cũng đóng góp một phần gì dưới khả năng mình có thể làm được. Hết lòng hết dạ, những đức mong rằng từ người trong chùa cho đến hàng Phật tử khắp nơi nơi gặp được một nơi chuyên tu nhiệt tình nuôi người già, hết lòng hết dạ bằng cả tấm lòng. Khi vị về dự lễ, vị thấy rõ ràng những đức cực lực hết mình cùng tu tập với quý vị. Lễ Quan Âm từ 3.000 lại, cực lực hết mình, dù có khi mệt muốn xỉu, dù buổi mệt cỡ nào cũng lên khi thờ khóa, giảng pháp, niệm Phật, lễ Quan Âm với quý vị. Điều đó là điều quý vị thấy rõ ràng. Nên chúng ta nhiệt liệt hết mình chung tay với nhau để đem tịnh độ giới thiệu quý vị. Phan Hải nói rằng quý vị ủng hộ những đức, mà chúng ta hãy cùng chung tay với nhau để giúp nhiều chúng sanh hơn nữa. Và nhờ cái công đức tu tập, công đức niệm Phật, công đức làm việc thiện, việc tốt, cầu nguyện cho cái kiếp nạn nhân sinh chúng ta quá giải bớt đi, cho tất cả chúng sanh họ an cư lạc nghiệp, sống được đặc biệt, làm ăn buôn bán kinh doanh mọi mặt nó đều được tốt đẹp, và cái cuộc sống mọi người quân bình lại, làm ăn tốt đẹp lại. Quý vị biết rằng nhờ cái phước duyên chuyển hóa từ từ sẽ tốt. Nên những đức nói rằng những đức đặt tượng Phật rất là nhiều để mong Phật tử mỗi lần về được thỉnh tượng Phật. Như Phật Đản mới đây tượng Phật hơn 1.000 bộ là thỉnh hết. Thì vì biết rằng một lần lễ như vậy thì hơn 1.000 bộ tượng Phật, ngàn Phật Đản bây giờ hình thành ở gia đình của quý Phật tử. Và lễ Vía Quan Âm đợt này những đức đặt mấy ngàn bộ tượng Phật luôn, rất nhiều tượng Phật
Nên quý vị bây giờ đã dự định tính trước suy nghĩ mình sẽ thỉnh tượng Phật đem về thờ. Và những vị trưởng đoàn bây giờ đã đưa lên kế hoạch để chương trình chúng ta để đến để dự lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn tất cả những gì bản thân những đức quý vị khỏi cần suy nghĩ tới. Quý vị chỉ cần nghĩ cái việc chúng ta làm sao giúp được cho chúng sanh niệm Phật tu hành. Đó là điều quý vị xác thực nghĩ gì chúng sanh. Còn bản thân mình khỏi cần phải suy nghĩ đến. Chỉ cần mình nhiệt tình đến với nhau, giàu nghèo gì cũng đi đến chùa được. Cúng dường hay không cúng dường gì, việc đó tùy duyên. Chúng ta dẫn đi đến chùa tu tập, niệm Phật, niệm niệm gì chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh, chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu chúng sanh. Nên những người niệm Phật chúng ta nên gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.